với ba mẹ con của mình. Các bạn ơi, hôm nay là birthday của mẹ em cho nên Linh không có nấu ăn á. Bữa nay Linh ăn, Linh làm một ít trái cây, rồi Linh có làm một ít chả cá ăn với bún, rồi bên đây thì Linh có gà. Linh có gà rồi ăn với bún, tí thì thích ăn gà cho nên Linh làm chút xíu gà ăn với bún. Còn mẹ em show cho tất cả mọi người biết là mẹ em ăn gì đi. Mai em ăn bún với đậu hũ xả ớt với có nước tương ở bên đây nữa. Tại vì mai thích ăn đơn giản thôi, mai không thích ăn với này là nước tương nè. Linh làm Linh bỏ củ kiệu rồi dưa chua rồi Linh bỏ Linh bỏ củ kiệu rồi Linh bỏ dưa chua vô trong đó, rồi bỏ ớt tỏi đồ này kia nọ, chanh đồ á đó. Đó ngon chưa đó. Ok rồi, Linh mời hết tất cả các bạn cùng ăn với gia đình Linh nha. Yes. Yeah. Sáng tới giờ chỉ ăn một lần à, bây giờ lần thứ hai rồi. Tí bỏ rau vô đi. Yeah. Nè, muỗng cho nước mắm. Anh đi nước tương. Phơi Linh bóc luôn nha, tại vì cũng rửa tay rồi. Linh rửa tay rồi, bóc đi cho nó ấy. Bóc lại đi, mọi người bóc luôn đi. Tí thích ăn cái gì tí ăn. Có chả cá nè, ngon chứ. Cái chả cá này là hôm bữa Tết á, Linh làm ổ qua, Linh nhồi ổ qua chả cá còn dư xong rồi bữa nay Linh chiên lại để ăn luôn. Bữa nay cho nên Linh không có làm gì nhiều bữa nay, cho nên Linh cũng không có quay cái khúc mà nấu ăn cho tất cả mọi người coi đó. Chiên gà Linh cũng không có quay nữa, tại vì thấy cũng không có cái gì, mấy cái món này thì cũng rất là đơn giản cho nên là Linh không có quay lên cho mọi người coi. Thôi vậy thôi. Yeah. Eat this chicken. Yeah, I got a piece. Oh. Mỗi lần Linh mà ăn cơm với hai đứa con của Linh là Linh service cho mấy đứa con của Linh là Linh ăn là sao cùng nhất luôn, cứ lo cho tụi nó không à. Ăn củ kiệu không? Ăn củ kiệu dưa chua không? Là không ăn được. Yes, but not the... Mà con muốn ăn mấy cái màu trắng. Cái màu trắng này bỏ qua đây. Yeah. Chắc không cần thêm nước tương. Mặn quá. Này ơi. Rồi, nước tương bỏ vô luôn mà. Tí bỏ chả cá vô, bỏ gà vô. Dạ. Yeah. Tao mày nó ra đồ này đầy nữa. Linh nói, Quỳnh nói mai em mời các bạn chưa, mời tất cả mọi người ăn chưa. Mời tất cả ăn nha. Bữa nay là mẹ em birthday của mẹ em là ăn lớn luôn á. Ăn bún với nước tương. Mấy bữa trước Linh cũng định làm cho mẹ em rồi. Hai bữa trước Linh cũng định làm cho mẹ em rồi. Đúng ngày birthday của mẹ em luôn. Mà Linh hơi mệt á, chứ nên đợi cho khỏe khỏe xíu rồi Linh làm cho mặt nó tươi lên chút xíu. Xong rồi mệt quá mặt nó cũng bơ phờ. Linh mời tất cả các bạn nha. Ngon lắm. Nước mà ngon. Thank you.
Lên mấy bụng nó lên ăn nha. Tôi thích nó ướt á. Hơi mặn. Phải mặn. Nên rồi đủ không? Bỏ người có mặn. Tí rất chua, spicy. What? No. Hồi lúc bạn nay lên đi chợ á, tôi mua được cái trái này nè, nó kêu là qua đầm mày gì, melon kiwi, nó kêu là melon kiwi mà Linh cũng không biết là nó ngon hay không nữa, để chút xíu Linh ăn thử cho mọi người nghe coi nha. Cô ăn cái đó rồi. Ủa vậy hả? Ừ. Lần đầu tiên Linh thấy luôn đó, Linh lần đầu tiên Linh thấy cái trái này rồi Linh cũng mua về ăn thử. Linh mua có hai trái nha, nó bán $5 một trái. Muốn ăn một tô bún bự, rất là bự, có bụng đó. Hết tô bún rồi. Rồi các bạn ơi, cho tí nè, hết một tô rồi, ngăn chưa? Đúng rồi nè. Tôi thích bún. Chị thích bún hả? Nên nó bụng ăn không trước đi. Đó, ăn không nói chuyện luôn. Thích thêm nước không? Rồi ăn mặn không biết rồi. Chơi gì, tí làm gì, tí nói cho các bạn nghe. Tí chơi gì, tí bữa nay tí có đi học hay không hay là gì đó. Yeah, just tell them about your day. À, tiếng Mỹ, tí biết được gì tí nói. Bữa nay tí làm gì? Tí chơi game. Chơi game. Yeah. Mỗi ngày. Sao giờ học? Chứ giờ làm không lớp. Khi nào rồi? Cứ làm vậy nè. Nóng không? Ngon hết. Spicy.
sàn rồi, nó làm vừa ăn ngon. Mà ăn nước rất ngon. Xíu nước tương, xíu nước mắm, tỏi, hành tỏi luôn. Thì nước là xíu bột này bỏ lên lên chiên. All smiling at the same time. Rồi sinh nhật của Mai thì Mai thích đi chơi với chó, đi ngoài giống như đi hiking rồi trèo núi hay là đi bơi hay là đi đạp xe đạp ở ngoài đường á. Mai thích ở ngoài đường. Xong rồi Mai với mấy bạn của Mai với chị của Mai á, Mai có chị sinh đôi nữa. Rồi lâu lâu Mai nói Mai em á, là tại vì Mai là nhỏ hơn chị của Mai 3 phút hả? Thì xong thằng con xong rồi tặng thằng đứa nữa rồi ra. Không biết 5 phút nữa, chắc 3-4 phút rồi nữa. Xong rồi birthday của Mai thì mấy bạn của Mai, chị của Mai với Mai đi dẫn chó của Mai với mấy chó bạn của Mai đi chơi, đi leo núi mấy tiếng. Xong rồi đi, xong rồi xin lúc mà leo núi xong thì Mai với mấy bạn của Mai đi mua quà cho chị của Mai. Rồi nhưng mà có nhiều người cũng mua quà cho Mai. Rồi chút xíu Mai sẽ mở quà, nó bên đây nè. Nhưng mà chút xíu Mai sẽ mở ra cho mọi người coi nha. Coi mọi người mua gì tặng cho Mai nha. Yeah. Nhưng mà chắc Mai không có mở hết đâu. Chắc mở chút, mở ít ít thôi. Mày không biết không? Nha. Miếng chả cá bự. Chị có mua quà cho chị không? Em mua gì chọn thì mang. Không. Sao không? Em mua quà cho chị mang. Ăn hết một tô bún rồi các bạn ơi. Sáng giờ lên nói bụng quá, lên gọi ăn xong mà không có nói chuyện. Na trong đó bụng luôn. Ăn hết tô bún rồi. Mình thử cái trái cây này đi. Ngon lắm á. Super ngọt luôn á. Xạo nó bún bây giờ. Xạo thiệt. Nó thấy giống như aloe á. Mình biết aloe không? It tastes like aloe. The green thing? This one. Oh. Ngon. Dạ. Tí ta làm hết một tô bún nữa nha mọi người. Mới gì không cho tí thêm một chén bún nữa. Khoái ăn bún lắm.
ngon. Ngon. Quất hết tô bún rồi. Đó bụng. Mình ăn hết tô bự cho bác. À, cay quá cay luôn. Bỏ cái ba trái ớt giống như mấy bữa mà cay dễ sợ luôn. Cay thiệt á. Quá cay. Ăn đau. Ừ. Rồi, đi ăn trái cây nha. Ăn cái này trước đi. Ừ. Cái trái này nè, nó kêu là cái gì quên rồi Mai. À mà biết. Water kiwi. Cái trái này là kêu là qua qua cái gì? Melon nguồn kiwi, đưa đây con. Đó, Linh hồi nãy Linh đi chợ, Linh thấy cái trái này lạ quá, xong rồi cái Linh mua thử hai trái mà nó bán. Một cái trái nó chụp vô vậy nè. Mà nó bán 5 đồng trái nè. Mà Linh cũng chưa từng ăn thử bao giờ luôn. Bây giờ Linh ăn thử cho tất cả mọi người coi nha. Cái này không biết ăn sao luôn á, không biết lấy cái muỗng ăn hay là sao. Cái vỏ chạp vô. Cái vỏ thì nó cứng, mà ở trong á thì nó có cái hột mà nó vàng vàng. Mà nó cứng nhắc à, ở ngoài này nó cứng mà nó giống như cái vỏ sầu riêng vậy. Đấy, try my mom. Mà ăn không nổi. Đó. Có ăn cái hột biết không? Nữa. Nếu mà không có ăn hột thì chắc khó ăn lắm á. Đã có nhiều hộp cái trời luôn. Yeah. You don't want to eat this. Very just a challenge thing. Ủa cái trái này đút cái muỗng vô cào nó ra cũng không được luôn, cứng nhắc à. Nó cứng. Chắc không ăn trái này được rồi. I mean it doesn't taste bad. Ủa cái hộp này. Do I just lick it? I mean if you want to. I don't want to. It doesn't taste bad. Viz, you want to eat this? I want to eat this. Trời, cái trái này cơ, yeah. Linh cũng không biết trái này có gì luôn. Mấy cái hộp nó rớt ra kìa. Ôi, yếu rồi. Mấy cái hộp nó rớt ra rồi, Linh cũng chịu. Ôi da. Không được rồi. Mời Linh không biết ăn cái hộp nữa. Ở trong cái hộp nó rất là cứng. Cái trái này ăn nó hơi chua chua, nó có cái chua đó, cái độ chua nó nhiều hơn độ ngọt, mà cái hộp của nó rất là cứng luôn. Linh nhai cái hộp cũng được, phải nhả cái hộp ra được, cái trong nó chua. Ôi. Chị thích không? Không thích. Cái ăn không được rồi. Cho nên là Linh ăn cũng không được luôn. Cái trái này cái gì Linh cũng không biết luôn á. Nó sẽ cả rồi. À, đó, đó. Mình cạo ra được một xíu vậy nè, ăn thử mà nó. Nhưng mà trong đó nhiều hộp lắm. Chua quá. Chua hả? Chua hả? Chua. It was so bad. Chua quá. Nhưng mà chắc cái này tốt cho sức khỏe lắm á, đúng không? Chua quá mà nghĩ mua cái trái nhỏ xíu vậy mà 5 đô thôi, phải ráng ăn để bà uổng. What the? Rồi. Orange. Linh cạo hết ở trong nó ra, Linh ăn luôn nha. Chua quá. Còn nè, đừng có cho bộ ăn hết nha. Đổ ra cho. Quá chua. Nè. Chua quá mọi người ơi, chua quá. Cái này là cái gì Linh cũng không biết nữa, rất là kỳ lạ. Rồi Linh có cắt, Linh mua trái này. Cái dưa vàng này nè. Nó kêu là... Trái này kêu là trái gì quên mất tiêu rồi. Dưa gan. Dưa gan thì phải. Cái trái này rất là ngọt, ngọt. Trời ơi, trái này ngọt, không ăn được. Ngọt hả? Trời chua. Cắt cái miếng này nó bự quá, bỏ vô miệng ăn xong rồi nói không được.
Em cho anh mua trái này nè, một trái dưa gam, hai trái này, mấy trái cam, rồi lên mua mấy trái đu đủ, mà trái đu đủ ở đây nó nhỏ không. Bữa nay bữa đây mà em nấu làm cái gì rùng rà hết đó, chỉ ông cô trong gia đình đơn giản thôi nha. Tối nay mình chỉ ăn đơn giản với gia đình thôi, tại vì sinh nhật của Mai, Mai đã đi chơi xong rồi. Bây giờ Mai đố hả? Đố có mọi người đoán mà bao nhiêu tuổi. Mai đố các bạn đoán là Mai bây giờ bao nhiêu tuổi. Bây giờ Mai bao nhiêu tuổi rồi? Đoán đi, ngồi bỏ ở dưới cái comment á. 16 tuổi tới 45 tuổi đi nha. 16 tuổi tới 30 tuổi. Các bạn đoán Mai em đi. Nhưng mà mấy gia đình của Mai á, mà đang coi cái này á, phải nhắn tin Mai rồi hỏi, rồi Mai cũng muốn biết là gia đình của Mai biết Mai bao nhiêu tuổi không. Mai biết có bao nhiêu tuổi không? Không. Tí khi nào hồ đây em? Don't say it. What do you say, yes? Yeah, just say yes or no. Tí ăn đủ đủ không? Yes. Are you sure? Yes. Oui. Are you cake? Yes. Rồi ăn miếng cam nữa. Linh mới ăn đu đủ xong mà giờ Linh ăn thêm miếng cam nữa mọi người. Tí mới ăn hai cái tô bún xong. Ăn trái cây rồi bây giờ đòi ăn bánh sinh nhật. Yeah. Chút nữa. Chút nữa Linh đợi mẹ em ăn xong á, xong rồi Linh cắt bánh đó, sinh nhật cho mẹ em, rồi ba mẹ con Linh hát với nhau nha. Bánh đời của mẹ em có mì hát cho mẹ em, mami với Tí hát cho chị Mai. Yeah. Nha. Trời ơi, không có đầu Tí hôi quá, chút nữa Tí đi tắm. No. I showered yesterday. Sao yesterday nhưng mà mỗi ngày phải tắm. Linh quên nói với tất cả mọi người ơi, cái video mà ăn ghẹo của Tiên là quên. So COVID. Cái video mà ăn ghẹo của Linh á, cái video đó là đầu tiên của Linh luôn á. Linh rất là sợ, rồi Linh rất là run, Linh hồi hộp lắm, cho nên khi mà Linh nói nó giống như bị kẹn nghẹn á, Linh sợ quá, Linh nói không được. Thì mong tất cả các bạn thông cảm, đang nói chuyện mà có một cái còn là cái lông nó bay. Thì Linh hy vọng tất cả mọi người thông cảm. Mình bánh sinh nhật của Mai nè. Cái này nói happy birthday Mai. Cái này Mai sẽ hát cho Mai chị luôn. Tại vì sinh rồi. Bây giờ Mai đang đốt đèn cầy. Nhưng mà cái này là 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cái đèn cầy. Mai không phải 6 tuổi. Nói cho mấy bạn trước. Nhưng mà mấy bạn phải đón tuổi của Mai nha. Bây giờ mình sẽ hát sinh nhật cho Mai. Thì cái bánh này nó nhỏ đó cho nên là Mai không có ăn nhiều ngọt, mẹ cũng không ăn ngọt nhiều. Rồi Tí thì chắc Tí ăn nguyên cái bánh này một mình. Yeah. Phải không? Rồi, yeah. Hôm nay birthday của Mai em, thì Linh mời tất cả các bạn cùng chung vui với gia đình của Linh nha. Rồi hát mừng birthday cho Mai em nha. Rồi Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mai. Happy birthday. Bây giờ Mai cầu nguyện nha. Rồi xong. Bây giờ Mai thổi đèn đi. Yeah. Rồi bây giờ cắt bánh nha. Cut first. Tỉ đồ chứ. Giờ lấy đèn cầy ra cắt bánh nha. Ew, I'm scared. Ew. Oh.
xuống cái này đi. Trời ơi. Jeez. Rồi giả bộ thôi, giả bộ thôi, giả bộ thôi. Scare me. Rồi mai cắt bánh đi rồi nói cái trong bánh gì cho trời tất cả mọi người biết bánh gì mình đi. Cái bánh này là mỗi năm thì sinh nhật của Tí hay là của Tin hay là của Mai hay là của mẹ. Mày cái bánh đó mình mua ở chỗ tiệm bánh bán Clem á, là thiệt là nổi tiếng ở Mỹ luôn á. Cái tiệm nó gọi là Cold Stone. Nó bán nhiều loại Clem mà nó làm đủ thứ hết á, nhưng mà nó ngon lắm. Rồi cái này là gọi là cake batter. Cake batter, so nó hơi ngọt nhưng mà nó ngon. Đi thôi. Ở phía trong. Glam. Glam hả? Glam. Yeah. Glam với chocolate, I think. Chocolate hả? Lâu không ăn cái loại này nhưng mà thấy nó dễ thương rồi. Màu hồng, nhiều màu. Tí muốn ăn cái khúc nào? Cut the line, stinky. The whole line? No, just half. Just what? Jeez, boy. Oh, oh, dang, it's scary, man. Yeah. Have first piece. Yeah, you will. Let's get it. Jeez, boy. Lâm tắt đèn đi để mình cho thấy ấm cúng nha. Lúc mà làm ăn bánh bất kê á, chút xíu nữa mình lên xong ăn xong cái lưng mở điện sáng lên nha. Chắc vậy được rồi phải không? Trời ơi, làm hư cái bánh người ta rồi. Trời ơi. Wow, cái bánh nè. Rồi mày ăn miếng nha. Okay. Okay. I like cake. Ở phía trong nó thiệt là đẹp luôn. Ở trong có màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Nó có cái trong của nó đó, mọi người. Nó có là cái chocolate với lại vanilla ice cream. Không biết chocolate kia là cái gì, sô-cô-la hả? Ồ, đúng rồi. Chocolate. Ê, chocolate. Rất là ngon. Cái bánh này nó rất là ngon. Nó thơm mùi sô-cô-la á. Là nó ngọt rồi, nó ngọt cũng vừa, không phải là ngọt mà ngọt quá mà mình ăn không được. Mà nó béo béo. Béo, đúng rồi. Ừ. Nó ngon lắm. Linh không biết ở bên Việt Nam sao, chứ ở bên Mỹ này, cái tiệm này là rất là nổi tiếng ở bên Mỹ này luôn á. Mọi người, tất cả mọi người mà ở bên Mỹ đều biết cái hiệu bánh này luôn, rất ngon. Bữa nay birthday mai em nên mua cái bánh nhỏ, không có mua bự á. Tại vì ăn cái này xong chắc chỉ một mình tí ăn thôi. Yeah. Ngon quá. Thank you. Mời các bạn nha. Nào, ở cái màu đỏ cái ở dưới là chocolate, ở trên là có ice cream, I think vanilla. Xong rồi ở trên có how you say, ở trong cái vanilla là có mấy cái màu khác nhau nữa. Nó gọi là sprinkles, ở Mỹ gọi là sprinkles. So good. Ngon. Ăn bánh xong mai sẽ mở quạt. Trời ơi. It's stinky. Ăn bánh sinh nhật xong rồi mai mở quạt cho các bạn nha. Có bạn coi. Dạ cho các bạn. Con mẹ mua cho mai. Con mẹ mua cho Mai gì? Mai chỉ mở chắc 3-4 cái thôi. Ở ngoài là chocolate, ở phía trong là... chocolate nữa. Chocolate. It's cracker. Tâm rồi. Các bạn nha. Một cái nè. Ha ha ha. Các bạn đón cái này là cái gì? Easy.
có H&M. Mai cũng có thêm quà nhưng mà Mai chỉ mở mấy cái này bữa nay thôi, tại bây giờ cái video nó cũng hơi dài quá đó. So bây giờ Mai sẽ bắt đầu. Tí, which one should I open? This one. Cái này hả? Yeah, cái này là Lâm mua. Cái này là đi con đi coi coi. Yeah. Cái này là Lâm mua tặng cho mấy em. Nó mới gửi về 2-3 bữa nay đó. Oh, cái này cái đôi boots. Ủa, cho tất cả mọi người coi. Oh, yeah. Rồi bây giờ ở bên Mỹ là mùa đông, rồi bây giờ ở ngoài thì còn lạnh, nhưng mà lạnh mình cũng phải mặc đồ đẹp mà, phải không? Ngoài cái này Mai cũng thích cái dài này, tại vì nó trên Mai, cái dớ ở dưới là cái dài, cái thiệt mà mềm á. Giờ đi làm thì Mai phải mặc đồ đen không à? So cái boots này sẽ chắc Mai cũng sẽ mang nhiều á. Ở dưới đây nó không có cao quá. Thấy nó cũng nó thiệt là mềm nè, nó dài không biết, chút xíu Mai phải thử tại vì Mai cũng hơi nhỏ con. What is this? Chắc vừa mà không Mai. Ok rồi, mở quà kế đi rồi. Okay. Các bạn. Oh, this is like another shoe box thing. I'm gonna open this guy. Babe, I'm gonna open this one. Babe, I'm gonna open this one. Nó để là quà của chị Mai là mở tới cái này đi. Cái này là ai mua cái xíu này? Cái này là chị mua. Cái này là cái water bottle. Mai thích mấy cái water bottle giống vậy nè, tại cái này là nó kiến á. Nó là kiến, so giống như bỏ nước vô, giống như cái nước nó không có bị hư hay là bị gì á. Cái này nó thật là tốt nè. Mình không mua loại mà bằng nhựa, nó bằng kiến thì nó tốt hơn. Dạ, bằng kiến nó ngoài nắng nó cũng không có bị nóng nước. Wait a second, what does it do? Dạ, ở dưới đây là có mấy cái crystal, giống như mấy cái đá là nó purify cái nước á. Là sao? Nói sao? Không biết. Nói chung là mấy cái đá này nó giúp làm nước sạch rồi tốt cho sức khỏe hơn. Nhưng mà nhìn nè, trời ơi, ai mà có cái bình nước này không có ai hết. Cái này thật là đặc biệt đẹp, chỉ có Mai có thôi, xin lỗi nha. Sinh nhật của Mai có Mai có thôi. Rồi mở qua tiếp. Rồi bây giờ cái này màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ để cho New Year. Cái này là cho các massage, cái này cho làm da cho nó đẹp, để cho bóp mặt da hay là gì. Không, tại nhìn nhìn nó đằng sau nè, đẹp chưa? Nhưng mà Mai chưa biết loại này, Mai phải mở ra để coi cái anti-aging. Cái này làm da mặt nè, ai mà có nhiều mấy cái lằn ở trên mặt á, nó giống vậy nè. Nhưng mà mấy cái lằn ở trên mặt gọi là gì? Wrinkle, nhăn. Ai mà bị nhăn mặt á thề, cái này nè, cái này làm massage cho cái da, để cho nó kéo cái da ra đó. Okay, anyways. Mà nó màu gold. Gold is good for you. Gold? Yeah. Like it's made out of gold. Cái này mẹ mở cho em. Wow, crystal. Cho da mặt thêm. Mẹ đang nói vậy, mẹ đang nói cô xấu hả? Mình muốn học ta chơi cho các bạn để Mai cho các bạn coi. Cái này ở trong cái hộp này nó nhìn giống giày. Nó có cái miếng này. Cái miếng này làm cái gì? It's crystal good positivity. Mấy cái này để làm massage cái để cho da mặt nó không bị nhăn đó. Không có bị nhăn, mình nhìn giống như cái trẻ suốt đời luôn. Nếu mà các bạn muốn nhìn giống như cái mà 8 tuổi mà 6 tuổi á thì
Mai giới thiệu các Mai cái này cho các bạn dùng nha. Rồi cái này nữa nè. Wow. Yeah. Đẹp chưa? Cái này bằng đá thẩm thạch á. Dạ. Yeah. Mấy cái này không có giả tại vì cầm nó không nó nặng. Nó nặng. Yes. Nó sẽ cái PP. Rồi. Còn gì nữa? Còn cái này. Ai được đâu không có ý đây cái này. Cái này là thường thường cái hiệu này ớt là mặc cho mùa đông để cho cái chân nó ấm. Ở Mỹ mùa đông thiệt là lạnh, có tuyết là có gió là có mưa tùm lum tùm la hết á, nhưng mà giống như nó có mấy cái boots rồi cao và nhỏ cũng có dài luôn nè. Ở trong nè, ở trong nó có nhiều lông mà nó mềm, bỏ tay vô đụng nó mềm á. Yeah. Oh yeah, so cute. Next là cái hiệu H&M là cái đồ chắc các bạn trẻ tuổi biết mấy cái loại này để đi shopping. H&M á, giống như Forever 21, nó có mấy đồ cho mấy người trẻ trẻ đó, nó cũng như thường lắm. Mấy đồ của nó thiệt là trendy, là giống như nổi. How do you say trendy? Trending. Oh, thêm đồ đen để đi làm. Oh, những cái áo này dễ thương chưa? Thêm cái áo màu trắng. Rồi, cuối cùng Mai có áo không phải màu đen. Nè, cái áo này. Oh, yeah. Nè, cái áo này cái áo này cũng là H&M, nhưng mà nó dễ thương tại ở chính giữa đó. Nó cũng hơi đơn giản, nhưng mà chính giữa nó có cái nhúng nhúng. Rồi thêm quần jean cột. Is that too small? Cái này gọi là high waisted shorts, nó lên cao hơn chút xíu ở trên cái bụng chút xíu. Rồi ok các bạn, Mai chỉ mở mấy cái thôi tại video recording bây giờ chắc hơn một tiếng rồi, so editing chắc cũng lâu. Nhưng mà Mai cũng còn nhiều quà nhưng mà không có mở được tại nó bự quá, chắc nhiều thời gian. Nhưng mà Mai muốn cảm ơn các bạn đã tới ăn chung với Mai cho sinh nhật của Mai, với coi Mai mở quà với hát chung cho Mai. So Mai chỉ muốn nói nếu mà các bạn thích cái video á thì nhớ like, comment and subscribe, với turn on the bell notification. So mỗi lần Mai có cái video mới thì các bạn sẽ biết. Rồi Mai tí mẹ nói muốn nói thank you thôi nha. Mai mới làm cái Facebook cho cái YouTube channel á. So the YouTube or the Facebook link will be in the description below. So bấm vô cái đó and just follow or like. Rồi các bạn có thể đi theo gia đình của Mai, rồi có thể nói chuyện với Mai, với tí, với mẹ. So nhớ ở dưới nha, in the description, if you guys follow, we really love you, we appreciate it. So we just want to say thank you again. Thank you. Bye. 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 Xin chào tất cả các bạn ơi, các bạn.